Chào anh em, ngày hôm nay thì bên shop của em Duy Đồng Hồ có về được một lô hàng cực kỳ là chất lượng với rất là nhiều những cái mẫu Seiko và những cái mẫu Orient để em Duy nêm và em Duy phục vụ cho anh em. Ở đây thì em mới về, em mới sau cho anh em là 1/3 cái lô thôi anh em nhá. Vẫn còn một lô nữa đang về tiếp thì em sẽ nên và cập nhật tiếp cho anh em với những cái mẫu sản phẩm mới. Hiện tại thì em đang bỏ hàng ra để em kiểm này. Đấy, nên là em đang quay trực tiếp tại cửa hàng luôn anh em nhá. Đấy, em quay trực tiếp tại cửa hàng. Đó, và không có bất kỳ một cái ánh điện gì nó hỗ trợ đâu. Đấy, ngoài một vài những cái bóng đèn trần thôi. Còn đây này, em đang quay ngoài ánh sáng cửa sổ, ánh sáng tự nhiên. Khi mà anh em xem được video này thì anh em liên hệ sớm cho em luôn. Em về được rất là nhiều những cái mẫu Seiko 5 nhá. Điển hình trong đây này, em về em show cho anh em là toàn bộ những cái mẫu Seiko 5. Đầu tiên thì anh em sẽ có một chiếc Seiko 5 mặt trắng này. Đấy, mặt trắng này. Rồi là mặt xanh này. Đó, em sẽ show từng cái cho anh em xem luôn. Mức giá thì em đang cập nhật nó loanh quanh khoảng độ tầm hơn 3 triệu anh em nhá. Hơn 3 triệu một xíu thôi là anh em đã có thể chơi được rồi. Và tất cả những cái mẫu như thế này thì nó là những cái phiên bản size 37 mini, size dành cho những em cổ tay nhỏ nhá. Đợt này nếu như mà anh em nào mà cổ tay nhỏ muốn chơi đồng hồ của Seiko thì phải nói là cực kỳ là hợp thời rồi. Đó, em sẽ show từng cái cho anh em xem nhá, tại vì nó rất là nhiều mẫu thì em sẽ show từng cái cho anh em xem. Thì anh em nào chốt chiếc nào thì anh em có thể là chụp ảnh màn hình và gửi cho em nhé. Gửi cho em qua Zalo là 0347 808 219 để em có thể là tư vấn và gửi ảnh thêm chi tiết cho anh em. Tại vì là ở trên đây là nó phải hơn 20 mẫu, em sẽ nói nhanh qua cho anh em này. Mặt đen này, mặt trắng này, rồi là mặt xanh. Mặt trắng demi vàng em cũng có để giao lưu vào hỗ trợ cho anh em này. Mức giá chỉ hơn 3 củ một xíu thôi, anh quanh tầm 3 củ 2, 3 củ 3 thôi. Đấy, là anh em đã có thể là chơi được rồi. Và ngoài ra thì em đang có một chiếc Seiko 5 Sport. Con này thì giống y hệt con Orient Pepsi luôn anh em. Đấy, cũng là bộ cọc số to bản. Size con này nó là size 42.5. Và viền bezel xoay được, chống nước 100m anh em nhá. Những con như thế này nó đều, những con Seiko 5 size 37 này là sẽ được trang bị máy 7S đến từ nhà Seiko. Nó sẽ là máy cơ tự động anh em ạ. Đây em sẽ show cho anh em thêm vài những cái mẫu nữa nhá. Đấy, Seiko 5 Sport mặt xanh ngọc nữa này. Rồi là Seiko 5 size 37 mặt đen nhá. Đó, có cả mặt màu vàng rose gold cho anh em nữa. Đấy, con này màu vàng cát rất là đẹp. Đó, tất cả những cái mẫu Seiko 5 này thì nó đều có hỗ trợ dạ quang cho anh em nhá. Con nào nó cũng có dạ quang luôn. Đó, đây. Mặt xám này. Mặt xám khói cho anh em nữa. Đấy, bộ kim cọc thiết kế cực kỳ là sắc bén luôn. Và thêm cả mặt xanh blue cho anh em này. Đấy, mặt xanh. Đó, anh em sẽ quay chậm để cho anh em có thể là chụp ảnh màn hình và anh em gửi lại cho em để em có thể là nên và em tư vấn cho anh em nhé. Đó, và có cả con những cái con Seiko 5 size to hơn, loanh quanh tầm size 40-41. Đó, dòng thiết kế cảm hứng từ dòng quân đội cho anh em nữa này. Đó, anh em cứ chụp ảnh và anh em gửi lại cho em thì em sẽ báo giá cũng như là em sẽ gửi ảnh chi tiết và thông số của đồng hồ, thông tin của đồng hồ cho anh em xem nhé. Đó, dây kim loại nhá. Đấy, toàn là dây kim loại thôi. Cả mặt đen em cũng có này, size 38 cũng có cho anh em nhá, mặt đen. Đấy, em sẽ quay thật là chậm để cho anh em có thể là chụp ảnh được, nhưng mà em sẽ nói sơ qua thôi tại vì nó rất là nhiều mẫu anh em ạ. Đó, tiếp tục Seiko 5 mặt trắng này. Đó, mặt trắng dòng thể thao cho anh em. Rồi là vẫn còn thêm cả cái màu trắng em vừa mới lên cho anh em nữa. Đó, giá loanh quanh tầm hơn 3 triệu thôi anh em nhá. Mặt trắng của Seiko 5 thì em có rất là nhiều mẫu mã để lên và giao lưu với anh em. Cả mặt đen này. Đấy, còn hai chiếc mặt đen cuối cùng em sẽ lên cho anh em luôn. Tất cả là đều có dạ quang cho anh em nhé. Đó, và cả một vài những cái mẫu dòng Orient. Đó, ở đây thì em đang có Orient Itim này, Itim Gen 2. Hiện tại em về được hai chiếc mặt trắng để mi vàng. Và Orient Symphony. Đó, Orient Symphony em về được 3 chiếc mặt xanh này, xanh Deep Blue này. Đó, mặt trắng chảy tia cho anh em này. Giá loanh quanh tầm 3 củ 9 thôi anh em nhé. Symphony nó quanh tầm 3.9 triệu thôi, cực kỳ rẻ nhá. Máy Nhật. Đấy, máy Nhật chống nước là 50m, anh em đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội vừa phải này. Đó, nộ cơ mặt đáy cho anh em, bảo hành tất cả cho anh em là loanh quanh là 5 năm bảo hành. Đấy, anh em chơi thì cứ thoải mái nhá. Mặt đen này, Orient Symphony mặt đen. Tất cả bên em sẽ bảo hành cho anh em là 5 năm. Đấy, em vừa về được một lô hàng, đây là 1/3 thôi anh em nhá. Và em vẫn còn về được thêm vài lô nữa thì em sẽ nên dần cho anh em, tại vì là hôm nay thì nó chưa cập nhật hết ấy, thì em sẽ nên dần cho anh em. Đó, về được bao nhiêu thì em sẽ nên cho anh em và báo giá cho anh em. Đấy, hiện tại thì em mới để trên bàn và em đang kiểm hàng thôi. Anh em nào quan tâm đến mẫu dòng sản phẩm nào thì em có thể là nhắn tin trực tiếp cho em qua Zalo là 0347 808 219, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em qua số máy này để em có thể là giao lưu và hỗ trợ với anh em những cái con đồng hồ tốt và chất lượng nhất nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.